Để tri ân khách hàng, đồng thời tạo sức lan tỏa rộng lớn trong hoạt động xã hội nói chung, sáng ngày 19 tháng 3, tại khách sạn Sài Gòn Kim Liên, công ty AIA Việt Nam và văn phòng tổng đại lý AIA Nghệ An phối hợp với Vụ Truyền thông và Giáo dục Bộ Y tế tổ chức hội thảo Sống khỏe cùng AIA và giải pháp tài chính ưu việt. Thành phần tham gia hội thảo gồm có trên 400 khách hàng, 100 đại lý, cấp quản lý văn phòng tổng đại lý AIA Nghệ An. Trong chuỗi hoạt động chia sẻ và đồng hành của mình, AIA Việt Nam và văn phòng tổng đại lý AIA Nghệ An đã chia sẻ hàng tỷ đồng cho các chương trình hoạt động xã hội như tặng xe đạp, tặng quà cho học sinh vùng ngập lũ, vùng nghèo khó không có khả năng vươn lên trong cuộc sống. Trong chương trình hội thảo lần này, Bảo hiểm AIA Việt Nam và văn phòng tổng đại lý AIA Nghệ An phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Nghệ An dành tặng 30 suất quà cho 30 đối tượng học sinh nghèo vượt khó trong tỉnh. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng và một phần quà kèm theo. Hôm nay em được công ty AIA mời đến để nhận phần quà học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Với em đây là một phần quà rất là ý nghĩa. Em cảm thấy rất vui và phấn khởi khi được công ty AIA tài trợ. Em xin chân thành cảm ơn công ty AIA rất nhiều. Cùng với việc khám sức khỏe và tài chính miễn phí, tổ chức trao quà cho học sinh nghèo, hội nghị còn nghe các bài chia sẻ làm thế nào để có một cuộc sống khỏe mạnh của bác sĩ Mai Xuân Phương, vụ phó vụ truyền thông và giáo dục Bộ Y tế. Giải pháp bảo vệ tài chính ưu việt AIA Việt Nam của bà Đặng Thùy Dung, thuyết trình viên AIA Nghệ An. Đặc biệt là sự chia sẻ đầy hấp dẫn và thuyết phục về sản phẩm bảo hiểm An Phúc Trọn Đời. Đây là sản phẩm bảo hiểm tốt nhất và ưu việt nhất của AIA Việt Nam. Khách hàng có thể đóng phí 10 đến 15 năm vẫn được bảo vệ trọn đời nếu như lựa chọn sản phẩm này. Những cái dòng sản phẩm truyền thống gần như là khi khách hàng tham gia đóng bảo hiểm thì từ năm thứ nhất đến năm thứ 10 hay là 20, khách hàng đều cần phải đóng phí đầy đủ mỗi hàng. Tuy nhiên với An Phúc Trọn Đời ưu việt thì nó sẽ có những cái thời điểm linh hoạt để mà tài khoản ngân hàng khách hàng có thể chia phí để đóng, có thể tạm dừng, có thể tạm ngừng, tạm hoãn vân vân. Và đó là những cái ưu điểm rất là nổi trội dẫn đến cái việc là cả các khách hàng ở tại thị trường Việt Nam họ cực kỳ yêu thích cái sản phẩm An Phúc ưu việt của AIA. Chính việc lựa chọn và đồng hành có hiệu quả giữa các hoạt động xã hội vào trong kinh doanh đã giúp cho AIA Việt Nam và AIA Nghệ An dần đến với khách hàng. Không chỉ vì doanh thu hay thu nhập của riêng bản thân các đại lý hay cấp quản lý, mà bằng sự tự nguyện và cả trái tim của mình.